Khi biết thẻ ngân hàng của anh bên trong có 80 tỏi về sau, anh ngay lập tức mang theo biểu muội cùng anh ngồi máy bay tư nhân về nhà. Nhưng ai biết vệ sĩ của anh vừa mới đến nhà ga đón cô, Chu Lâm Uy liền bị trước mắt Rolls Royce sợ ngây người. Cái này một chiếc xe, muốn phải hơn 10 triệu, xác định không phải đang giật tiền sao? Vệ sĩ lắc đầu nói, cô Deoia Trần tiên sinh tài lực hoàn toàn không biết gì cả. Giống như vậy xe trong trang viên còn có 6 chiếc, mặt khác tôi cũng chỉ bất quá là vệ sĩ của anh mà thôi. Lời này vừa nói ra, Chu Lâm Uy cùng cô hai cái khuê mật tất cả đều sợ ngây người. Cô trừng mắt hai mắt cảm giác có điểm giống là đang nằm mơ. Chẳng lẽ lại biểu ca vừa tốt nghiệp liền phát đại tài sao? Bạn thân Trương Văn có chút bất mãn nói, ngươi cũng quá không giống bạn Chí Cốt đi. Biểu ca ngươi có tiền như vậy ngươi lại còn dám gạt chúng ta. Ngươi gặp qua cái nào kẻ nghèo hèn chẳng những có vệ sĩ, còn có xe sang trọng hơn 10TR chưa? Chu Lâm Uy cười khổ đến thiên địa lương tâm ở đây. Ta thật không biết biểu ca ta trở thành đại phú hào. Không được một hồi đến hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Rất nhanh mười mấy phút trôi qua, ba người được vệ dẫn đầu hạ tiến vào nhất phẩm hiên. Ba người bọn hắn từng cái tựa như là dế nhũi đồng dạng. Nhìn qua những cái kia xa hoa kiến trúc trợn mắt hốc mồm. Đi vào bao xương, Chu Lâm Uy liếc mắt một cái liền nhận ra anh. Cô cũng không có lập tức ngồi xuống, mà là hiếu kỳ thân phận của anh bây giờ biểu ca. Nghe nói ngươi bây giờ biến thành đại phú hào. Anh gật đầu chấp nhận, nhưng là không nói gì. Chu Lâm Uy biểu thị nói như vậy. Anh nói anh có máy bay tư nhân cũng là thật đi. Cô hiện tại rốt cục tin tưởng. Chỉ bất quá để cô cảm thấy nghi hoặc sự tình. Anh là thế nào làm được? Phải biết anh vừa mới tốt nghiệp không bao lâu. Anh nhàn nhạt máy bay tư nhân anh có hai cái. Trước đó nói tất cả đều là nói thật. Đáng tiếc ngươi không tin. Chu Lâm Uy đột nhiên ngồi ở bên cạnh anh. Bắt đầu không ngừng hỏi biểu ca ngươi cũng quá lợi hại đi. Ngươi làm sao làm được có thể nói cho ta biết không? Anh tạm thời không có quá nhiều giải thích. Chỉ nói là ăn cơm trước. Một hồi sẽ nói cho ngươi biết. Sau đó nhìn thoáng qua Chu Lâm Uy hai cái đồng học. Bọn họ ngây ngốc đứng đấy cũng không có ngồi. Hai người chú ý tới ánh mắt của anh sau do dự một chút. Ngồi ở Chu Lâm Uy bên cạnh. Chu Lâm Uy giới thiệu đến hai vị này đều là bạn học của em. Theo thứ tự là Lâm Ngọc Kỳ cùng Trương Văn. Đối bọn họ cũng còn không có bạn trai. Mặc dù một câu cuối cùng Chu Lâm Uy nói rất nhỏ giọng, nhưng hai người vẫn là nghe được. Bọn hắn sắc mặt không do dự đỏ có chút cúi đầu xuống. Anh bất đắc dĩ lắc đầu không nói cái gì. Mặc dù biểu muội hai cái này đồng học dáng dấp cũng không tệ, nhưng anh không có cho bọn họ ý nghĩ. Nhất phẩm hiên nhân viên phục vụ cũng tại lúc này bưng thức ăn đi tới. Rất nhanh đồ ăn liền bày đầy toàn bộ bàn ăn. Nhìn trên bàn nhiều loại đồ ăn, Chu Lâm Uy nước bọt chảy dòng biểu ca. Ngươi gọi nhiều như vậy đồ ăn, ăn hết sao được? Anh lát nữa có thể hay không đóng gói? Anh cười nói đến ngươi quá đùa. Mau ăn đi, lần sau còn muốn ăn ta để trong này đầu bếp làm cho ngươi. Chu Lâm Uy nghe vậy không còn khách khí, trực tiếp sột soạt chỉ làm. Sau đó cô hai cái đồng học cũng không kém. Mặc dù ngay từ đầu có chút khách sáo, nhưng nếm đến những này mỹ vị về sau, miệng liền rốt cuộc dừng lại không được. Mười mấy phút trôi qua, mấy người rốt cục ăn quá no, tựa ở trên ghế ngồi ngay cả động cũng không muốn động, mà anh thì là nhìn đồng hồ còn sớm, dự định dẫn bọn họ cùng một chỗ về trang viên nghỉ ngơi một chút. Chu Lâm Uy không kịp đem đến biểu thị ở nơi đó à, có phải là tại Ma Đô đã mua phòng ốc? Anh bấm một cái nút đến sau đó đứng dậy, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Gặp cảnh này, Chu Lâm Uy ba người có chút gian nan đứng người lên, hấp tấp đi theo phía sau anh, đi vào bãi đỗ xe sau anh ngồi lên Rolls Royce. Ba người bọn họ cũng theo sau. Về phần Hy Nhĩ Bối thì là từ Bảo Tiêu đến đài. Dù sao anh tại du thuyền bên trên uống một điểm rượu đỏ. Hiện tại không có cách nào lái xe rất nhanh nửa giờ trôi qua. Xe về tới bên trong trang viên Nam Cương 1. Chu Lâm Uy bốn phía dò xét, mang theo kinh ngạc hỏi. Đây là ngươi chỗ ở biểu ca, lại là một tòa biệt thự lớn. Không chỉ là cô, Chu Lâm Uy hai cái đồng học cũng bị chấn kinh đến. Tại Ma Đô mua biệt thự lớn như này, cái này cần xài bao nhiêu tiền nha? Gặp mấy người coi là đây là biệt thự, anh uốn nắn đến nói đúng ra các ngươi đều đoán sai. Đây là một tòa trang viên. Chu Lâm Uy trừng lớn hai mắt, trong lòng sớm đã là kinh đào hải lãng. Nghe nói tại Ma Đô một bộ biệt thự liền phải 7-80 triệu. Cái này một tòa trang viên chẳng phải là phải mấy trăm triệu sao? Theo xe chậm rãi tiến vào trang viên, Chu Lâm Uy ba người ghé vào trên cửa sổ xe, mắt không chớp nhìn xem trong trang viên mỹ cảnh. Trong lòng bọn họ ngoại trừ rung động vẫn là kinh hoàng. Không bao lâu xe dừng ở cửa chính biệt thự. Anh xem Chu Lâm Uy một chút biểu thị xuống xe đi, mà cô cũng lập tức gật đầu, mang theo hai cái tiểu đồng bọn xuống xe. Ba người cùng nhau mắt trợn tròn nhìn trước mắt xa hoa kiến trúc, lại hoặc là nói là cung điện.
Chu Lâm Uy ngốc ngốc mà hỏi biểu ca, một mình ngươi ở chỗ này có thể hay không quá nhàm chán. Anh nghe vậy cười cười, đi vào đại sảnh nói đương nhiên sẽ không. Gặp này ba người lập tức theo sau. Trong đại sảnh trắng lệ, bên cạnh còn đứng lấy hai tên nữ hầu. Anh đối Chu Lâm Uy nói đi thôi, cứ coi như nhà Minh đi. Chu Lâm Uy ba người vẫn là không có kịp phản ứng. Do xét cái này bốn phía đã chấn kinh nói không ra lời, mà lại vừa tọa hạ, liền có nữ hầu phụ vụ nước trà. Anh chưa ngồi được bao lâu, Liễu Mộng cầm điện thoại liền gọi tới. Đối diện kích động biểu thị hết thảy thuận lợi. Cô đã liên hệ mấy vị Thiên Ảnh tập đoàn cổ đông. Những cái kia cổ đông đều nguyện ý đứng về phía chúng ta. Anh nghe vậy cũng không có cảm giác bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nói thẳng đến cô liền mở một cái cổ đông hội nghị, tranh thủ trước bãi miễn chức vụ chủ tịch Đường Bá Quân. Liễu Mộng cầm biểu thị Trần Đồng không có vấn đề. Lần này Đường Bá Quân bảo đảm xong đời. Anh nhẹ gật đầu liền cúp điện thoại. Sau đó quay người về đến phòng bên trong thu thập quần áo. Về phần Chu Lâm Uy cùng hai cái đồng học, bọn họ muốn đi trong trang viên dạo chơi. Một bên khác Đường Bá Quân vừa mới ăn xong điểm tâm, liên tiếp vào đến từ thư ký điện thoại Đường Đồng. Công ty mấy vị đại cổ đông đột nhiên muốn tổ chức cổ đông hội nghị, bọn họ nói là nhất định phải gọi cho ngài trở về. Đường Bá Quân nghe vậy nhíu mày, mình dù sao cũng là Thiên Ảnh tập đoàn chủ tịch, nhưng những cái kia cổ đông tổ chức hội nghị lại không có đạt được mình cho phép, quả thực chính là tại làm loạn. Thư ký nhắc nhở đến Đường Đồng, trong tay bọn họ cổ phần cộng lại đã vượt qua 50%, cho nên có thể không thông qua ngài cho phép. Đường Bá Quân lông mày trong nháy mắt nhướng lên, bởi vì hắn ngửi được một tia nguy hiểm. Không thông chi mình những cái kia cổ đông liền dám tổ chức hội nghị, chẳng lẽ lại là muốn đổi rời chính mình cái này chủ tịch sao? Đường Bá Quân lập tức cúp điện thoại, sau đó tại trong ngăn tủ lật ra một cái công ty, cổ đông số điện thoại. Lão Chu, ngươi cùng ta giảng một chút công ty hiện tại là tình huống như thế nào? Đối diện biểu thị hắn nhỏ thư ký đã thông chi qua ngươi, trong điện thoại nói không rõ ràng, ngươi trước tranh thủ thời gian qua bên trong công ty. Đường Bá Quân biểu cảm tức giận bốc khói trên đầu, hắn chửi thề hiện tại bề bộn nhiều việc, làm sao có thể có thời gian đi học cổ đông. Đối diện trầm tư một chút, nói đến ngươi nếu không muốn đến cũng được, nhưng là tại cổ đông trong hội nghị, chúng ta muốn quyết định một chút, rất trọng yếu sự tình bổ nhiệm người. Đường Bá Quân bị tức không nhẹ, những cái kia cổ đông liên hợp lại cổ phần vượt qua 50%, thậm chí có thể cải biến công ty bất kỳ quyết định gì, ngoại trừ trở lại họp không có bất kỳ biện pháp nào. Rất nhanh vệ sĩ lái xe tiến về Thiên Ảnh tập đoàn tổng bộ, đi vào tổng bộ đại môn, thư ký đã đang chờ. Thư ký có chút nóng nảy nói Đường Đồng, bọn họ hiện tại cũng tại phòng họp chờ lấy đâu. Nghe nói rất nhiều cổ đông đem trên tay cổ phần đều chuyển nhượng đi ra, mà người kia mua lại hết thảy có 39% cổ phần. Đường Bá Quân lông mày trong nháy mắt ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Đến cùng là kẻ nào? Vậy mà sao cổ phần trong tay của ta còn nhiều hơn? Hắn rất tức giận vì cái gì hiện tại mới nói cho ta. Thư ký cúi đầu biểu thị tôi cũng mới vừa mới biết. Còn có vị kia đại cổ đông còn phái đại biểu tới. Đột nhiên Đường Bá Quân ẩn ẩn cảm giác được, cái hội nghị này rõ ràng là vì mình mà đến. Về phần xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có đến họp nghị thất mới có thể biết. Không bao lâu hai người liền tới đến họp cổ đông. Lúc này công ty cổ đông toàn bộ đến đông đủ. Đương nhiên là có một chút tới không được đều phái đại biểu. Mọi người thấy đứng tại cổng Đường Bá Quân, ai cũng không nói gì. Đường Bá Quân mặt không biểu tình, mang theo thư ký đi vào phòng họp. Khi đi tới hàng đầu tiên, hắn liền gặp được một vị người quen, đó chính là Liễu Mộng Cầm. Đông Hải Y Dược cùng Long Hồ Y Dược là hai công ty đối thủ, mà Liễu Mộng Cầm thì là Long Hồ Y Dược chủ tịch trợ lý. Đường Bá Quân rất không rõ, gia hỏa này vì sao lại ở đây? Liễu Mộng Cầm cười đáp Đường tiên sinh, ta là đại biểu Trần Đồng tới. Đường Bá Quân biểu thị, chúng ta Thiên Ảnh hội nghị, cùng hắn A Trần có quan hệ gì? Ngươi bây giờ lập tức thu dọn đồ đạc xéo ngay cho ta. Liễu Mộng Cầm biểu hiện, từ trong túi công văn xuất ra một phần tư liệu, sau đó quát lớn xem cho rõ. Trần Đồng hiện tại có Thiên Ảnh tập đoàn 39% cổ phần. Ngươi còn dám nói cổ đông hội nghị cùng chúng ta, Trần Đồng không quan hệ sao? Đường Bá Quân nhìn xem phần tài liệu kia, sắc mặt đại biến, đây quả thực không có khả năng. Phần tài liệu này tuyệt đối là giả. Đừng tưởng rằng dạng này liền có thể lừa gạt ta. Không thể tin được. Bởi vì Thiên Ảnh tập đoàn thị giá trị mấy trăm tỷ, muốn mua lại tập đoàn 39% cổ phần, tối thiểu nhất cũng phải cần 150 tỷ. Liễu Mộng Cầm vì hắn cảm thấy bi ai. Chỉ bằng hắn dạng này trí thông minh, cũng dám đi trêu chọc A Trần tiên sinh. Quả thực chính là tự tìm đường chết. Bởi vì kế tiếp còn có một trận trọng đầu trào phúng. Đường Bá Quân việc này nhìn xem bên trong cổ đông đều không nói lời nào, trong lòng nhất thời cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Coi như hắn lại thế nào không nguyện ý tin tưởng, nhưng anh mua xuống Thiên Ảnh tập đoàn 39% cổ phần,
chính là sự thật. Liễu Mộng Cầm biểu thị cô là đại biểu Trần Đồng đến. Hiện tại mọi người cảm thấy ta có tư cách đứng ở chỗ này sao? Đường Bá Quân cố gắng khống chế tâm tình của mình, xoay người hướng phía Liễu Mộng Cầm. Hừ lạnh, cô đừng quá đắc ý, các ngươi còn chưa có thắng đâu. Liễu Mộng Cầm đối với hắn vô tri cảm thấy một chút thương hại. Sắp bị phán tử hình người còn dám như thế đắc ý. Lập tức cô đi vào chủ đề. Đường Bá Quân khư khư cố chấp, tùy ý vận dụng ảnh hưởng của tập đoàn, cho nên ta đề nghị bãi miễn chức vụ chủ tịch của hắn. Ai tán thành ai phản đối xin bỏ phiếu. Đối với Đường Bá Quân bất mãn, cái khác cổ đông trước kia căn bản không dám biểu hiện ra ngoài. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Đường Bá Quân lập tức liền muốn xong đời. Đường Bá Quân nhìn một chút tư liệu, đột nhiên phá lên cười. Ta chèn ép công ty đối thủ của chúng ta, chẳng lẽ không bình thường sao? Hiện tại A Tràn thành đại cổ đông của tập đoàn Thiên Ảnh chúng ta, về sau ngược lại là có thể hợp tác một chút. Gia hỏa này bắt đầu rảo biện, hắn không cho rằng cổ đông tập đoàn sẽ đứng tại bên A Trần. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại là như hung hăng tát vào mặt hắn. Ngoại trừ số ít hai người đầu bỏ phiếu chống, còn lại tất cả mọi người đồng ý. Đường Bá Quân chức trách lớn, chủ tịch chức vị. Đường Bá Quân trong nháy mắt đập mà lên giận. Đây các ngươi là có ý gì? A Trần lúc này mới vừa tới tập đoàn, các ngươi liền không nhịn được nịnh bợ đối phương sao? Ta rất hiếu kỳ hắn cho các ngươi chỗ tốt gì? Có người đứng người lên biểu thị, chúng ta cũng là vì tập đoàn cân nhắc. Coi như ngươi không phải chủ tịch hay là chúng ta cổ đông. Những lời này tự nhiên cũng đã nhận được không ít người tán thành. Đường Bá Quân cắn răng, kích động đến các ngươi có thể có thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn chính là công lao của Đường Bá Quân ta. Nhưng bây giờ kiếm tiền về sau, lại muốn đem ta đá một cái bay ra ngoài. Đám người gặp hắn càng nói càng kích động, toàn bộ đều không dám nói chuyện. Dù sao nhận lấy cái chớt lạc đà so ngựa lớn, người ta tìm kiếm ngón tay cũng có thể diệt hết mình. Liễu Mộng Cầm thần sắc bình tĩnh nói, nhiều lời vô ích từ giờ trở đi. Đường Bá Quân không còn là Thiên Ảnh tập đoàn chủ tịch, mặt khác, ngươi cũng không có cơ hội hướng A Trần tiên sinh báo thù. Đường Bá Quân cười to đến quả thực đùa chết ta rồi. Các ngươi không nên quá xem thường thực lực Đường Bá Quân ta. Nhưng mà vừa dứt lời, mấy tên người mặc đồng phục nhân viên cảnh sát liền tới phòng họp, lập tức một tay lấy hắn đặt tại trên mặt bàn. Ngươi dính líu tham dự hai tông án mưu sát, mặt khác còn tham dự nhiều liên tài chính phạm tội án. Cùng chúng ta đi thôi. Đường Bá Quân thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, trên tay liền nhiều hơn một bộ quẩy còng tay. Cả người hắn choáng váng. Tại sao có thể như vậy? Tự mình làm những sự tình kia cực kỳ ẩn nấp, căn bản không thể lại bị phát hiện. Đột nhiên, hắn chú ý tới cái khác cổ đông một mặt bình tĩnh vô cùng, giống như là sớm biết mình muốn xảy ra chuyện đồng dạng. Chẳng lẽ đây chính là A Trần thực lực sao? Nghĩ đến đây, Đường Bá Quân tuyệt vọng, đột nhiên liền bắt đầu hối hận đi trêu chọc anh. Lúc này anh ngay tại gian phòng bên trong thu thập hành lý, không bao lâu liền thu được tin tức từ Liễu Mộng Cầm. Sự tình toàn bộ làm xong, Đường Bá Quân bản nhân đã bị cảnh sát mang đi, đồng thời hắn chủ tịch chức vị đã bị bãi miễn. Loại kết quả này anh không có cảm giác được ngoài ý muốn, toàn bộ đều tại dự liệu của anh bên trong. Sau đó anh lại bàn giao Liễu Mộng Cầm một ít chuyện, liền dẫn lên biểu muội cùng hắn hai cái bằng hữu, ngồi lên máy bay. Lúc này Trương Văn cùng một cô bé khác đều hết sức tò mò, Chu Lâm Uy cái này biểu ca đến cùng có bao nhiêu tiền. Ngay tại vừa rồi hai người bọn họ đã tra qua riêng này một tòa trang viên liền phải 3 tỏi, hắn danh nghĩa tài sản khẳng định càng thêm dọa người.